Báo luôn các bạn xem, cái sim này là đỡ sim năm 2007 2008 có rồi, bây giờ cái sim mới này nó cái thay sim này nó sẽ ngắn hơn, nó sẽ nhỏ hơn, còn cái sim này nó dài hơn. Đấy, dài hơn như này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cắt mà nó không bị lỗi nha. Thế có được không? Và kèm theo đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số tính năng như là khi không có máy lên, thì các bạn muốn khởi động camera nhanh chỉ cần khi là tay cửa và camera sẽ được khởi động lên rất là nhanh. Và ngoài ra thì khi chúng ta đặt máy xuống thì khi mà chúng ta chạm vào máy thì đặc trưng đó là máy sẽ hiện lên thông báo giờ và chúng ta sẽ mở khóa và không cần phải bấm nút một còn tiện lợi đúng không các bạn. Máy sử dụng bộ vi xử lý là Snapdragon Shot 805 và tốc độ xử lý là 2.7, RAM lên tới 3GB và bộ nhớ trong có hai phiên bản là 32 và 64GB. Và bây giờ tiếp theo mình sẽ nói tới 10 tính năng đặc trưng mà trên chiếc Motorola này. Tính năng thứ nhất đó là thời lượng pin hoàn toàn xuất sắc, chung đó là máy sẽ hiện lên thông báo giờ và chúng ta có thể mở khóa và không cần phải bấm nút nguồn. Và kèm theo đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số tính năng như là khi các bạn không có bỏ máy lên thì các bạn muốn khởi động camera nhanh chỉ cần khi nào đặt cửa và camera sẽ được khởi động lên rất là nhanh. Và ngoài ra thì khi chúng ta đặt máy xuống thì khi mà chúng ta chạm vào máy thì điều đặc trưng đó là máy sẽ hiện lên thông báo giờ và chúng ta có thể mở khóa và không cần phải bấm nút nguồn cũng là tiện lợi đúng không các bạn. Máy sử dụng bộ vi xử lý là Snapdragon Shot 805 và tốc độ xử lý là 2.7, RAM lên tới 3GB và bộ nhớ trong có hai phiên bản là 32 và 64GB. Và bây giờ tiếp theo mình sẽ nói tới 10 tính năng đặc trưng mà trên chiếc Motorola này. Tính năng thứ nhất đó là thời lượng pin hoàn toàn xuất sắc với một viên pin lên tới 3900 mAh và Motorola đã thông báo rằng chiếc máy có thể sử dụng liên tục trong vòng 48 tiếng với tất cả các tác vụ và một cái lượng pin khủng. Và số 2 đó là màn hình Full HD sắc nét. Góc nhìn của chiếc máy này thật sự rất sắc nét, máy sử dụng màn hình AMOLED mà dùng chỉ là 5.2 inch nhưng mà ở độ phân giải đâu Full HD 2560x1440 pixel trên màn hình của Rojibo có độ điểm ảnh lên tới là 565 dpi, một màn hình rất là sắc nét và góc nhìn thật là tuyệt vời. Các bạn có thể thấy góc nhìn rất là sắc nét, thực sự mình đánh giá chiếc máy này thực sự sắc nét về màn hình.